Anh Thanh. Kìa, em Hồng. Em đi đâu mà sớm quá vậy? Còn anh đang ngó mông gì đó. Anh hả? Ừ. Anh đang đứng nhìn lúa sớm trổ đầy bông đông đưa theo gió, mà lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả. Trời ơi. Thì bỗng nghe bước chân nhẹ nhàng êm ả, khi quay nhìn lại sau lưng thì quả đó là em Hồng. Mới sáng sớm em đi đâu, một tay thì xách chiếc lồng tre, còn tay kia em xách giỏ rau dừa. Em đi kiếm anh để nói với anh một chuyện, sau khi vừa mới ra thăm ngon à Hồng à. Em thiệt đúng là một cô gái quê kiểu mẫu. Anh khen tặng quá lời làm em đây thêm mắc cỡ. Sáng hôm nay mặt trời lên đẹp trời lớn sao mái nhà tranh nhỏ nhỏ đồng xương mà. Anh ngồi xuống đây nghe em nói chuyện này, con sao em nuôi nó mới vừa tập nói, em dạy dỗ lòng ba tiếng chị Hồng. Nhìn em rõ ràng với nụ cười tươi đang ngước nhìn anh với ánh mắt sáng ngời. Anh nghe lòng mình chan chứa một niềm vui như muốn chan hòa theo mùi hương lúa chín. Lúa anh chín á thì lúa em cũng trổ đồng đồng rồi á chứ bộ à. Ừ thì anh có nói gì đâu. Mà nè Hồng à. Dạ. Lúa anh á cũng là lúa ngắn ngày mà, phải vậy không em? Đúng rồi. Mà nè anh Thanh ơi. Sao em? Anh có nghe chăng tiếng cười tiếng nói, thôn xóm giờ đây rộn rã khắp xa gần. Tình nặng nghĩa sâu, anh thương em bởi cái tính thiệt thà ngay thẳng. Em tặng cho anh con chim sáo nhỏ mà em đã nuôi từ giàu mới giàu thu. Hồng ơi. Dạ. Em qua đây, anh nói em nghe cái này nè. Anh nói cái gì vậy? Em dạy con sáo nó gọi chị Hồng ơi, thì tại sao em không dạy thêm cho nó nói ba tiếng anh thanh hỡi? Em dạy
hồng ơi, em là người máu mực, em là cô gái nhỏ hiền ngoan, xóm dưới làng trên cô bác xa gần ai cũng đều ngợi khen. Anh có mình em là đầy đủ lắm rồi, anh phải còn chọn ai? Anh ơi, mình đã sinh ra và lớn lên nơi đồng quê sông nước, yêu mến làm sao từng vườn rau ruộng bên mái ấm, dẫu có nhọc nhằn môi vẫn nở nụ cười tươi. Tết năm này chắc vui lắm phải không anh? Lúa nặng hạt xoay bông, ta nên chồng nên giờ. Em sẽ là cô dâu trong áo dài qua tim anh, chú rể đơn sơ ta làm lễ tơ. Trời ơi, nhắc tới chuyện đám cưới sao anh lo quá em à. Trời ơi, đời người chỉ có một lần thôi, thương em thì phải ráng chịu chứ. Anh biết rồi, anh đâu có lo gì cái chuyện khó khăn cực khổ, mà chuyện của anh lo là... Là chuyện gì? Anh nói em nghe có được không? Số là ba má của em á, ăn ở theo kiểu người xưa, ngày làm lễ cưới á, biểu anh phải mặc áo dài, khăn đóng, rồi còn mang guốc nữa. Trời ơi, nó kẹt cho anh quá em à. Trời ơi, thương em thì phải ráng chịu chứ, bà má biết được là phiền lắm anh à. Anh biết rồi Hồng à, yêu em chẳng ngại gian nan, huống chi những chuyện nhỏ nhoi tầm thường. Rồi mỗi sáng tinh sương, hai đứa ra ruộng cuốc mượn cuốc dòng. Thấy em nên vợ nên chồng, con sáu trong lòng cũng gọi chị Hồng ơi.